Khi thị trường điện thoại thông minh đang có dấu hiệu bão hòa và máy tính bảng đang xuống dốc thì Valet được dự báo sẽ lên ngôi. Bởi người dùng điện thoại ngày nay thích những chiếc điện thoại màn hình to để vừa liên lạc vừa giải trí tốt hơn. Ngay khi Mobile ra mắt Nova B2 với màn hình lớn và pin tốt thì Wiko cũng ngay lập tức cho ra mắt sản phẩm Wiko Ruby với nhiều ưu điểm không kém cạnh B2. Trước tiên là về giá bán, Ruby chỉ khoảng 2,2 triệu đồng còn B2 hơn 600 ngàn. Bạn sẽ có gì với 2,2 triệu đồng? Về mặt cấu hình, Wiko Ruby có nhiều nét tương đồng với Mobile Nova B2. Máy cũng có CPU MT6580 với 4 nhân, tốc độ xử lý là 1.3 GHz, GPU Mali 400MB và bộ nhớ trong là 16GB. Nhưng RAM của Ruby chỉ bằng một nửa B2, nghĩa là 1GB RAM. Bù lại, bản Ruby cài sẵn Android 6.0 khi bán ra, thay vì 5.1 như B2. Với hệ điều hành mới, điểm sức mạnh của Ruby nâng lên đáng kể với gần 25.000 điểm dù chỉ có hành RAM 1GB. Tuy nhiên, khả năng chạy đa nhiệm của máy bị giới hạn nhiều do RAM ít, phần này coi như cả hai hòa nhau. Thiết kế của Ruby nổi trội hơn hẳn so với B2 và mang tính bứt phá so với thiết kế thường thấy của Wiko. Mặt trước với dãy loa kép nhưng tinh tế chứ không hầm hố như HTC. Phía trên màn hình là logo, cảm biến, lát trước và camera. Màn hình rộng, phím ảo được đưa vào bên trong nên viền dưới có cảm giác khá dày. Cạnh phải là phím nguồn và âm lượng, cạnh trên là giá cắm tai nghe 3.5 và cạnh dưới là cổng sạc. Điểm nổi bật nhất trong thiết kế là phần nắp lưng một nửa kim loại ôm lên đến viền màn hình. Nó là kim loại thì không đúng vì thực chất chỉ là một tấm kim loại hình chữ nhật ở phía sau. Toàn bộ phần viền ôm quanh máy đều là nhựa nhưng được sơn cùng màu nên cảm giác giống như đây là nắp lưng được làm bằng kim loại vậy. Các thiết kế này mới mẻ và rất sáng tạo. Trên tấm kim loại, hai vòng tròn ở đèn flash và camera có đường diamond cắt sáng bóng tạo nên nét sang trọng cho máy. Nói chung, thiết kế của Ruby có phần tốt hơn giá cả của nó và dĩ nhiên là tốt hơn hẳn so với vỏ nhựa của Nova B2. Nhưng bù lại, Nova B2 có pin 4000 mAh, trong khi Ruby chỉ là 2500 mAh. Camera của máy có độ phân giải lần lượt là 5MP ở phía trước và 8MP ở phía sau. Phần mềm xử lý hình ảnh của Wiko tốt hơn hẳn Mobile. Máy khả năng chụp ảnh tự động tốt, màu sắc có phần nịnh mắt và tươi hơn màu thực tế. Máy cho phép bạn chạm vào màn hình, vừa lấy nét vừa chụp ngay, rất nhanh chóng và chính xác. Khả năng tùy chỉnh của camera sau cũng ở mức khá khi có thể chỉnh được độ bão hòa màu, cân bằng trắng, EV, v.v. Chỉ tiếc là thiếu tốc độ màn chọc và lấy nét tay. Tổng quan mà nói, Wiko Ruby đáng để mua hơn B2 bởi giá rẻ hơn, thiết kế đẹp hơn, chụp ảnh tốt hơn và hệ điều hành mới hơn. Nếu đang cần một valet giá rẻ, hãy nhanh chóng tìm đến cửa hàng của Thế Giới Di Động gần nhất và trải nghiệm chiếc máy này các bạn nhé. Sau đó hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về nó bằng cách bình luận ngay bên dưới. Video đánh giá sản phẩm đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.